Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này là tại Việt Nam là sáng thứ bảy. Ở tại Hoa Kỳ là chiều thứ sáu. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác. Hôm nay là mình học kỳ thứ 49. Có nghĩa là chúng ta đã trải qua 48 kỳ rồi, và hôm nay là mình học kỳ thứ 49. Và hôm rồi thì chúng ta đi ngang cái đoạn 38. Cái đoạn thứ 38 Tổ sư nói là mặc thời thiết, thiết thời mặc. Đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc trắc. Là kỳ kỳ thứ bảy tuần rồi là tối thứ bảy, bên đây là sáng chủ nhật tuần rồi, là chúng ta học cái bài đó. Thưa đại chúng, là cái bài đó để nói lên một cái vấn đề là có những lúc ta im lặng, đó là ta nói nhiều vô số, mà có những lúc ta nói nhiều nhưng mà thật chất không có nói gì đâu. À, cái ý nói vậy đó. Mặc thời thiết, thiết thời mặc. Bởi vì khi chúng ta yên lặng, cái ý chúng ta nó mới trào tuôn. Nó trào tuôn ra những cái điều rất là ý vị. Còn có lúc nhiều khi nói nhiều nhưng mà thật chất không có nói gì đâu, là lý do là đối với đạo không phải bằng ngôn ngữ mà đủ. Vì ngôn ngữ mà thường thường ta nói ngôn ngữ trần gian là cái túi rách. Nhưng mà tại vì huynh đệ chúng ta đang sống cái cõi thế giới này gọi là ta bà. Cái cõi tương đối này, cái cõi mà bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn, bất như ý này gọi là ta bà đó. Ta bà là chịu đựng, là kham nhẫn đó. Chịu đựng những cái điều gọi là bất bình, bất an, bất mãn, bất như ý, gọi là ta bà. Chúng ta đang sống cái thế giới ta bà này, cho nên chúng ta phải sử dụng cái văn tự, cái văn ngôn, nhưng mà gọi là văn ngôn giả lập. Mình mượn cái âm thanh, cái văn tự, cái ngôn ngữ để mình nói. Nói để mình trừ nghi ấy mà. Trừ nghi nghĩa là mình giải quyết được những cái gì bất bình, bất an, bất ổn, bất như ý của gọi là ta bà này. Thành ra các huynh đệ mà học đạo á, các huynh đệ có lý luận, có luận bàn, có vô số văn tự, vô số sách vở, vô số bằng cấp, vô số gì đi chăng nữa thì cũng đó là chỉ là ngôn ngữ văn tự giả lập thôi. Vì vậy cho nên ý của Thiền sư Huyền Giác nó là mặc thời thiết, thuyết thời mặc. Đại thí môn trung vô ủng tắc, mình biết được như vậy nên cho nên thôi thì cố gắng gọi là đại thí, có nghĩa là mình xả xả đại ra đi. Đại thí có nghĩa là một cái thí lớn, là vô úy thí. Thí này nó đạt tới vấn đề gọi là vô ngại, vô úy thí. Cũng như cái kiểu mà nói năng giảng dạy bàn luận của tôi vậy, là coi như là giống như là gọi là đại thí đó. Chuyện gì tôi cũng nói đại thí vậy, giống như người ta gọi đà tôi nên làm càn đại càn. Vì cái xã hội bây giờ nó muôn màu, nó vạn vạn mặt, vạn
vạn hiện tượng, vạn cảnh mà mình không nói hết được. Cho nên rồi vì vậy mà bây giờ phải đại thí, cố gắng nói để cho những ai hữu duyên được được nghe thì mình cứ mình nói vậy thôi. Còn không có hữu duyên thì dầu có Đức Phật còn tại thế, Phật đứng trước mặt Phật nói cũng không nghe. Hữu nhân vấn ngã dễ hà tông. Nếu như có người hỏi rằng thầy tu tông nào hay là sư tu tông nào thì thiền sư và thẳng khẳng định là Báo Đạo Maha Bát Nhã Lực. Tôi không có tông nào của riêng tôi hết á, mà tông chỉ của tôi là tông Bát Nhã, Báo Đạo Maha Bát Nhã Lực. Hoặc thị hoặc phi, nhân bất thức, thuận hành nghịch hành, thiên mạt trắc, hoặc phải hoặc quấy, trời người làm sao rõ được, thuận nghịch trời sao mà thấu được. Cho nên tôi có cái bài phụ chú dịch cái lần thứ hai đó là: khi yên tịnh một mình nơi thanh vắng, bộ não ta có pháp hỷ trào tuôn. Khi mà mình chịu sống 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 một cái cuộc đời sống mà mình chấp nhận cái viễn ly, như như lời của vua Trần đó, là mình ngồi thành thị mà nết dùng sơn lâm. Mình chấp nhận cái cách sống của mình là cách sống viễn ly, dầu là mình ngồi thành thị, mình ở nơi chốn chợ, nhưng mà cái nết của mình gọi là nết dùng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn rừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Con người mà dừng cái sự tham ái ấy, về về yêu quý, về châu, về ngọc á, tham ái nguồn rừng thì chẳng thèm nhớ tới châu yêu ngọc quý. Nó cũng là cái vật, cái vật vô tri, nó chỉ là phương tiện vật đổi vật, dù có quý giá cỡ nào đi nữa nó cũng là sự vật hiện tượng. Mà sự vật hiện tượng thì các vị biết rồi, nó là cái gợi cho cái sự tham vọng của những người quá đầy tham vọng. Cho nên đối với cái người tu thì nếu mà thật chất có cái tâm mà nguồn dần mọi cái sự tham ái rồi đó, thì đối với châu ngọc chẳng có gì quý giá. Trần đời là tại vì họ chạy theo cái phù hoa vật chất cho nên họ mới phân biệt cái này quý cái kia tiệm, cái này sang cái kia hèn. Anh ra tôi nói cho đại chúng biết là thiệt là cái thời gian mà ngồi mà nghiền ngẫm lại cái lời Phật dạy, và trong thời gian gần đây cái sự vận dụng thực hành của tôi á, tôi có cái an lạc thật sự. Vì thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh nhau. Nếu mà mình mà lánh xa cái tiếng khen chê rồi đó thì coi như mình nghe được cái tiếng, thay vì mình nghe cái tiếng giọng khiển, giọng kèn, giọng khen, giọng chê đó, thì mình được cái thanh tịnh. Mình không nghe cái đó thì mình được cái thanh tịnh, cho nên được nghe yến thốt quanh ngâm. Còn mà nếu chạy theo cái giọng kiển, giọng què, giọng kèn đó, thì giọng huyển, giọng kèn mệt lắm. Chiều nay có một vị hòa thượng, ngài tìm được cái số phone ở trên cái trang YouTube, ngài gọi cho tôi. Ngài là người gốc Trà Vinh nè, gọi cho tôi tha thiết nói là nghe tôi, hình như nó xin lỗi các vị, ngồi ngoài đó với con muỗi nó cắn ngay cái lỗ tai tôi nè. Nghe tôi giảng mà rồi cũng thương tôi, hỏi hòa thượng thương cái gì.
Thường là người ta đánh phá, người ta đưa cái hình tôi ngồi trong sòng bài, rồi người ta công kích tôi này kia nọ. Tôi nói ô vậy hả hòa thượng? con không biết đâu. Rồi tôi nói ồ vậy à, con không biết, bởi vì con thị phi tiếng lặng à. Tôi còn hỏi chứ bạch hòa thượng qua bên Mỹ lâu chưa? Bởi vì đầu tiên thì gọi điện thoại cho tôi thì tôi không biết là hòa thượng. Tôi không biết là tôi xin lỗi đây là vị xuất gia hay là vị tu Phật tử tại gia. Cứ nói tôi vậy 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 mà không không nói à tôi là tu. Thầy hỏi chứ hồi xưa thầy ở Việt Nam thầy có ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ không? Tôi nói dạ không, con là thuộc các thế hệ sau. Ngài hỏi những cái nơi đó là thuộc các thế hệ của ngài, vậy là con biết ngài là vị thầy tu đó. À, tôi là thầy tu hồi năm năm mấy sau mấy đó, nghĩa là vị hòa thượng này gần 80 tuổi. Tôi hỏi chứ bây giờ ngày qua Mỹ trước năm 1000, trước cái ngày 30 tháng 4 năm 75, như vậy thì bây giờ xin phép hòa thượng đang ở đâu ạ? À? Hòa thượng nói trời ơi chùa chiền chỗ nào nó cũng phức tạp hết trơn á, rồi tôi giờ tôi ở ở nhà nhà người ta. Tôi nói ồ vậy thì hòa thượng qua đây 45 năm mà bây giờ ở, một là ở nhà người ta, nhờ nhà người ta một phòng, hai là ở nhà của chính phủ. So lại với con qua Mỹ trên dưới chưa đầy 9 năm. Hòa thượng biết là con chấp nhận mọi cái thương đau, mang tai mang tiếng mà đi làm để ngày hôm nay. Bây giờ con xin thành thật, nếu ngài là người Trà Vinh, là cái nơi mà con rất kính trọng bởi vì con xuất gia thân từ đó, con muốn rước ngài về để con nuôi được không? Cho tới ngày nào mà ngài lụm cụm ngài đi không nổi nữa, con vòng con bế con rửa con rái con lãnh tiền của chính phủ. Mình nói để tôi tính lại, bởi vì tôi đang quen ở cái Cali, ở cái miền Nam Cali chỗ người Việt nó quen rồi, muốn ăn cái gì cái lái xe tới đó ăn vân vân và vân vân. Thì thế thì tôi nói ồ vậy thì ngài coi như ngày 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 khó mà qua có thể ở với con được rồi, tại bên đây là cái chỗ khỉ ho cò gái. Nhưng mà theo ý của con thì hòa thượng, nếu như con là người, con cũng nói thật với hòa thượng là con rất thích cái người chân thật, cái gì mà nói chân thật con sẵn sàng hết, con hoan hỷ hết. Còn mà cái nạn mà giấu giếm mà trây trét tùm lum ở trên giường á, mà cứ giấu mà cứ để chơi này móc người kia thì con biết được là con có tật, con là hay hay nắm thẳng à nha. Thí dụ như đối với các thầy mà tu ai cũng còn những cái sai lầm, nhưng mà sai lầm mà biết nhận ra cái sai lầm mà hướng tới cái tiền đồ Phật pháp, cái nền chánh giáo Như Lai, để cái mình biết được mình á, con một lòng kính trọng. Tôi nói với hòa thượng nó vậy đó, và con một lòng là coi như là sống có tình có nghĩa. Nhưng mà rồi ngài cũng cuối cùng ngài nói bây giờ tôi lỡ tôi có phone điện vô tôi sẽ gặp thầy sau. Tôi sẽ gọi lại. Thưa chư huynh đệ, cái cuộc trần cái thời nay gọi là chúng ta đang sanh ra một cái giai đoạn, mà giai đoạn này gọi là ma triêu quỷ lộng. Rồi sau cái thời gian ma triêu quỷ lộng này tức là quỷ khóc thần sầu. Cái giai đoạn này chó lên làm người, người có khi xuống làm chó. Cái giai đoạn này tà nó lấn, tà nó kéo phe, nó kéo phái, nó kéo binh hùng tướng mạnh, để nó dùng mọi cái thủ đoạn nó triệt phá để cho cái chánh giáo của Như Lai nó trở thành huyễn hoặc quan đường. Mà nếu như ta mà không cam tâm, mà không 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 cam chịu á, không chấp nhận mà không thẳng thắn đứng lên đó, thì các vị biết là chúng ta sẽ bị thua cái bọn tà ma ngoại đạo đó.
Cái thời nay các vị thấy nó lừa thiên hạ đủ cách. Nó mượn tôn giáo, mượn Phật, mượn trời, mồm thì xưng trời, trời Phật, nhưng mà lòng thì quỷ quỷ ma. Mà ngày xưa bởi vì Đức Huỳnh Phú Sổ, Huỳnh giáo chủ của đạo Hòa Hảo, ngài nói là Nam Mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Mà ông bà thì thường nói là bụng miệng thì Nam Mô mà bụng chứa một bồ dao găm. Cho nên ngày nay con người phải tự chiến thắng mình. Mà Đức Phật nói là chiến thắng ngàn muôn vật không bằng tự chiến thắng mình. Mà chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Nếu như ngày nay mà các huynh đệ nghĩ rằng nếu tôi bây giờ tôi đâu có cần gì nữa, chỗ ăn, chỗ ở, ăn mặc, ở, ngủ, ỉa, nó thẳng sẵn ra, nó đầy đủ quá rồi. Trời ơi, sao mà ngồi đây cái là quên mặc cái áo nâu này là mấy con muỗi nó. Xin lỗi các vị em, ăn mặc ở ngủ thở nó đầy đủ quá rồi. Thì đối với tôi cái công danh sự nghiệp nó vô cầu mà. Nghĩa là sự nghiệp vô cầu, công danh tùy phận. Nó còn gì nữa đâu mà sợ thị với phi chứ. Bây giờ mà có người nào đó mà đem tôi ra mà phơi bài, mà bắn tỉa, mà đem lên chính tầng mây mà để hạ nhục tôi thì nó cũng là tôi thôi. Bởi vì đó là hoặc thị hoặc phi nhân bất thức. Tổ nói là hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành, nghịch hành, thiên mặc trắc. Cho nên nếu tâm mà chánh á, thì mọi việc làm đều chánh. Mà tâm mình tà thì việc chánh nó vẫn là tà. Bất cứ việc làm đều không thoát khỏi cao xa. Nhưng thật ra trời không rõ bằng chính tâm ta đấy bạn. Trời không rõ bằng chính tâm ta. Hành tàng hư thật tự gia tri, quả phúc nhân do cánh phấn thì, thiện ác đau đầu chung hữu báo, chi tranh lai tạo giữ lai trì. Các huynh đệ biết rằng nói sẵn thẳng thì tôi lâu lâu tôi nhắc lại đừng có buồn, tại vì tôi cũng có cái tâm sự của tôi cho nên tôi nhắc đi nhắc lại hoài. Các vị biết rằng ở Việt Nam á, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục nó còn dễ dàng với cái Việt Nam. Qua Mỹ này các huynh đệ biết là đâu có ai giúp đỡ cho ai. Mạnh ai nấy sống, mạnh thằng nào nấy sống. Nói thẳng là mạnh nào nấy sống. Nếu bây giờ mà tôi không có chấp nhận bị thương đau, tôi làm ra cái đồng tiền để tôi lo mọi việc giấy tờ tới ngày hôm nay thì thằng nào, con nào giúp đỡ tôi? Ở Mỹ này không có vụ mà ai giúp đỡ ai hết đó. Mà phải tự đứng lên. Thì ý nói vậy là cũng như cuộc đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Có người mà té là tự vịn đầu gối đứng dậy. Không có nương vào một cái thế lực, thế thần nào hết. Có người mà bằng cái tự lực vươn lên, tự lực cánh sinh là con người đó đáng sống trong trời đất. Cho nên chư huynh đệ biết là tôi thì tu hành dở ẹt. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy pháp. Như tối qua tôi ngủ tôi giật mình lúc nửa đêm bị dập bẹ đó cũng là pháp. Sáng tôi ra tôi đi thăm hái một trái dưa, một trái cà, trái khổ qua cũng là pháp. Sáng ra nhìn thấy vàng 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 mướp trổ bông, vàng bầu ra trái cũng là pháp. Sáng ra nhìn sen nó nở giữa đêm, nó còn lại buổi sáng này còn khoe sắc cũng là pháp.
tất cả đều là pháp. Mà mình nhìn với cái cặp mắt như thị, nó như vậy là nó như vậy, không đam mê, không lưu luyến. Nhìn thấy cuộc đời này sanh già bệnh chết, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, được mất hơn thua, phải quái tốt xấu, tất cả là trò chơi của thế nhân, mà nói xa hơn là trò chơi của cái đám con nít ranh. Các vị biết rồi, những ai mà quá nhiều cái mưu mô, cái tham vọng, cái xảo trá, cái thù hằn, cái đạp đổ nhau, đó là cái trò chơi của cái lũ con nít ranh. Mình nói thẳng ra vậy đó. Chứ còn thật chất ra cuộc đời này nó có gì thiệt đâu. Thiệt đâu. Nó con mắt tôi ngày một nó càng một yếu rồi, thiệt đâu. Chân á, đi càng ngày càng thấy nó nhẹ, nó nặng nề thêm, nó mệt nhọc thêm, thiệt đâu. Không có gì thiệt hết. Mà không khéo gọi là bất giác vô thường đó. Không khéo là vô thường nó đến, nó đến mình không hay. Mình không hay cho nên mình mê mờ, cho nên mình chui tổ tầm bậy tầm bạ, mình chui ra cái tầm bậy tầm bạ nữa, nó khổ nữa. Cho nên cái quan trọng là giữ cái mai này nè. Nó đường đời dạng lối đi về đâu, đi về đâu, trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gửi mình, đâu biết đâu gửi mình đâu dễ biết ai. Thương cho tâm thân cơ cầu. Đời. Nên tôi nói cho các huynh đệ, các đệ tử, học trò, những ai xin làm đệ tử, tôi xin nói. Giờ này tôi thương đệ tử, thương học trò, không có phải như cái kiểu thương mấy mươi năm về trước. Và các đệ tử học trò bây giờ quy y thầy, thương thầy cũng phải kiểu như thường tình. Mà những ai mà nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, mà sống đời sống có an lạc, thì đó là học trò, là đệ tử cưng của tôi. Mà nói cưng vậy chứ không cưng ai hết, không quan tâm ai hết. Bởi vì còn quan tâm, còn để dạ là còn đau khổ. Trời sao mũi quá các vị ơi, thôi lỡ bữa nay thôi, các vị mai mốt thì giờ này không dám ra đây rồi, xin lỗi các vị. Quá, wow, đâu mà quên mặc áo nâu, đeo nó cắn quá. Nên mình không có thương ai hết, tu hành không có nói thương. Mà không ai thương, không thương ai hết là thương tất cả, mà thương tất cả mà không thương ai hết đó là, đó, mũi vậy đó, chụp mà chụp không được nữa. Quá. Wow. Nên bây giờ tôi hồi trước thì không có ham có những Phật tử trẻ lắm, giống như ngang tuổi với mình, để rồi cùng thời, để còn có người để mình coi gọi là nối lửa hương. Chứ còn mấy người già thì dĩ nhiên cuộc đời thì người già thì hay đi trước. Giờ đệ tử các nơi trẻ đông thì thành ra tôi nói vậy đó. Các em bằng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi đó. Thứ nhất là người đời là phải dựng vợ gả chồng. Mà ai mà dựng vợ gả chồng xong rồi thì sống cuộc đời thủy chung hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận, dạy dỗ con cái. Rảnh thì đi chùa, không đi chùa cũng được. Nghe đạo vậy đó, rồi sống cho cuộc đời cho nó thanh thoát.
làm cho nó tròn cái trách nhiệm bổn phận đối với ông bà cha mẹ, đối với vợ con, còn nữ thì đối với chồng con, thì như vậy là đền ơn đáp nghĩa tôi rồi. Bây giờ có mấy cặp huynh đệ trẻ cũng như có các huynh đệ trẻ thì như tôi nói là một năm mà tập hợp về thăm thầy một lần. Sau cái Tết cổ truyền thì tôi sẽ báo cái ngày về thăm một lần. Cái am của tôi đây là để cho một năm mà các anh em huynh đệ nào rảnh về thăm một lần vậy thôi. Chứ giờ tôi cũng không làm chùa chiền chi. Bây giờ cái chùa Di Động rồi giảng gì là ngon lành rồi đó, là cái chùa trên không rồi đó, chứ làm chùa chi, tập trung bá tánh bổn đạo rần rần để nhiều chuyện chứ làm gì. Thành ra giờ tôi không có như mọi người, không làm chùa, không cầu nguyện, không gian sinh, mà luôn luôn nhắc nhở giáo hóa những cái điều của Phật của tổ vậy thôi. Còn các huynh đệ ở Việt Nam cũng vậy, cũng không cầu nguyện, không gian sinh chi, mà cũng luôn luôn giữ cái tâm cho nó bình thản, nhìn đời bằng hoa rơi lá rụng, dế nhâm chim hót dượng hú nhạn kêu, sống vậy đó, không cần xuất gia, không cần vào chùa. Bây giờ nó đủ cái phương tiện. Còn nếu ai mà có thời gian thì vào chùa học đạo. Đi tới chùa là phải học đạo. Còn tới chùa không học đạo thì đừng đi tới chùa. Bởi vì phải học đạo mới biết đường đi lối về. Trên đời sống tôi ngày nay nó an lạc chỗ đó đó. Yên ổn chỗ đó. Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì chưa ai tự tại có thể bằng mình. Mũi quá, mũi quá. Lỡ rồi, lỡ rồi, lỡ rồi. Ráng nói vài chục phút nữa. Lỡ rồi. Quá trời mũi. Thôi, bữa nay học tới cái bài mới nha. Cái bài đoạn thứ 39. Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tàu khê thị, đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký, pháp đông lưu nhập thử độ bồ đề đạt ma vi sơ tổ, lục đại triền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Nên mình học hai đoạn gắn liền nhau vậy đó. Cùng kiến pháp tràng lập tông chỉ, ý nói rằng Đức Phật là cái người dựng cái ngọn cờ giáo pháp, lập ra cái tông chỉ, mà cái tông chỉ đây là trí tuệ tông đó nghe, Bát Nhã tông. Thật sự Phật giáo không có tông nào hết á. Tông này, tông kia, tông nọ, tông phái là do người sao bày ra để mà kéo phe, kéo cánh, kéo bè. Phật giáo chỉ duy nhất có một tông là Bát Nhã, Maha Bát Nhã. Vì có cái Bát Nhã, có cái trí tuệ thì con người mới đạt tới cái chỗ giải thoát và giác ngộ. Mà muốn có trí tuệ thì phải có giới, có định, có huệ. Thì có trí huệ đó. Như vậy thì cái tông của Phật, bất cứ cái tông nào mà hiện nay mình lập ra đó, không ngoài giới định tuệ. Không ngoài giới định tuệ. Quá wow, mấy em mũi ơi, để cho tôi giảng cho Phật tử nghe một chút mấy em mũi ơi. Cắn quá trời cắn, hồi lỡ bữa nay à.
Minh minh Phật sắc tào khê thị. Chữ minh này là sáng nha, chứ không phải chữ minh này là tối á. Là nó rõ ràng cái tông chỉ rạng ngời. Kiến đạo tràng nêu cao cờ pháp rạng ngời tông chỉ. Ý của tào, ý tổ tào khê là ý Phật chân truyền á, gọi là minh minh Phật sắc tào khê thị. Ý tổ tào khê là ý của Phật chân truyền. Bởi vì Thiền sư Huyền Giác thì đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Tào Khê, khẳng định rằng ý của thầy mình á là ý của Phật chân truyền. Bởi vì Tổ Tào Khê thì dựng lập pháp tràng, lập lập cái Bát Nhã mà. Tổ Tào Khê là ngộ bát, ngộ cái lý Bát Nhã rồi rồi thành Lục Tổ, rồi cũng giảng là giảng Bát Nhã mà. Cho nên minh minh Phật sắc Tào Khê thị, làm rạng ngời, làm sáng tỏ cái ý của Phật. Phật đã giao phó. Đệ nhất Ca Diếp Thủ Triền Đăng là đệ nhất, là tổ sư Ca Diếp, tổ sư Ca Diếp, đệ nhất Ca Diếp Thủ Triền Đăng. Tổ sư Ca Diếp gọi là bậc thượng thủ, đầu đà đệ nhất thượng thủ Triền Đăng. Triền Đăng là tiếp nối cái ngọn đèn, là mồi làm cho cái ngọn đèn nó luôn tỏa sáng, gọi là thượng thủ Triền Đăng. Nhị Thập Bát Đại Tây Thiên Ký là từ thời tổ sư Ca Diếp cho tới tới cái thời cuối cùng, hết cái thời 28 vị đó của Tây Thiên đó. Rồi, thứ nhất là tổ sư Ca Diếp, hai là tổ A Nan, thứ ba là Thương Na Hòa Tu, thứ tư là U Ba Cúc Đa, thứ năm là Đề Đa Ca, thứ sáu là Di Đa Ca, thứ bảy là Bà Tu Mật, thứ tám là Phật Đà Năng Đề, thứ chín là Phục Đà Mật Đa, thứ mười là Hiếp Tôn Giả, thứ mười một là Phú Đà Mật Đa, Phú Na Dạ Na Dạ Sa, thứ 12 là Mã Minh, 13 là Ca Tỳ Ma La, 14 Long Thọ, 15 Ca Na Đề Bà, 16 La Hầu La Đa, 17 Tăng Già Năng Đề, 18 Già Đa Sa Đa, 19 Cô Ma La Đa, 20 Xà Già Đa, 21 Bà Tu Bàn Đầu, 22 Ma No La, 23 Hoặc Lạc Na, 24 Tổ Sư Tử, 25 Bà Xá Tu Đa, 26 Bất Như Mật Đa, 27 Bát Nhã Đa La, 28 đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy là nói về 28 vị tổ ở Tây Thiên, cho tới cuối cùng thì tổ Tây Thiên mới đem qua Đông Độ, gọi là Pháp Đông Lưu Nhập Thử Độ, đem cái Pháp qua Đông Lưu để nhập cái quốc độ đó đó. Thì Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ, Lục Đại Triền Y Thiên Hạ Văn, Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Cố. Thì cái Pháp mà đem qua tới Đông Độ đó thì gồm có 6 vị, mà cái người đầu tiên đó là cái người cuối cùng của dòng thiền Tây Thiên đó, là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà là người sơ tổ của Đông Độ. Thì sau đó thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới coi như cái Pháp này, mấy cái y bát này mới truyền 6 vị. Tiếp nối 5 vị còn lại đó là Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Cho nên thường thường ở trên cái bàn thờ tổ thì có hai cái câu là Niêm Hoa Đốn Ngộ Thừa Đương Linh Thú Chấn Tông Phong, Y Bát Chân Truyền Vĩnh Kế Huỳnh Mai Hưng Đại Đạo. Có nghĩa là Niêm Hoa Đốn Ngộ Nơi Linh Thú Làm Vang Dội Tông Phong, Truyền Trao Y Bát Chốn Huỳnh Mai tiếp mãi Dế Lên Đại Đạo. Là đầu tiên là truyền trao y bát cho tổ Ca Diếp, và cuối cùng mà không còn truyền thừa y bát nữa là cái dòng cuối cùng là Lục Tổ Huệ Năng. Có nơi thì ca tụng về tổ khác, tổ Huệ Khả, tổ Huệ Năng, nói là Thiếu Thất Đình Tiền, Thiên Trượng Bạch Vân, Hàng Lập Tiết, Huỳnh Mai Lâm Lý, Nhất Triêu Minh Nguyệt Dạ Triền Y,
Có nghĩa là trước động thiếu thất ngàn trượng mây trắng, tuyết lơ rơi lạnh thấu xương, nơi Quỳnh Mai trời sớm dưới trăng truyền y bát, vân vân. Thì nói như vậy có nghĩa là họ tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Đông Độ thì bây giờ là có thần quan, mà sau đó là Huệ Khả, đó là quỳ quỳ gọi là thiếu thất đình tiền thiên trượng bạch vân hàng lập tuyết đó, là trước cái động thiếu thất. Vì hồi đó là ngài Bà Đạt Ma sơ tổ chạy lên cái chùa Thiếu Lâm ở trong cái động thiếu thất ngồi thiền đó. Thì trở lại đây tôi nói vấn đề hồi xưa này, tôi có một cái đạo hữu ở bên Pháp gửi, tình cờ tôi rảnh tôi đọc cái mail. Đầu tiên thì tôi cũng khen cái ông này là cái người cũng có chút hiểu biết, nhưng mà dường như rồi tự hiểu á, thành ra nó trở thành ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tự nhiên là ông ta nói tôi đề nghị thầy là phải kiểm chứng lại là đừng nói bao giờ nói tổ Bồ Đạt Ma ngồi dây mặt vào giá 9 năm không ăn không uống không ỉa không đái thì kia nữa. Ủa cái chuyện mà ông có hiểu tới đâu cái chuyện đó, mà tôi cũng đâu có bao giờ tôi nói là Bồ Đề Đạt Ma ngồi vô dây mặt vào giá 9 năm không ăn không uống không ỉa không đái đâu. Mà ông nói ông nghiên cứu Phật giáo, ông nghiên cứu ông tìm hiểu cái lịch sử là thật sự của Phật, thì ông không tìm hiểu đạo Phật thì ông tìm hiểu cái chân lý thôi, chứ ông ở không đưa đâu mà ông vạch chi mà gọi là vạch lá tìm sâu bới lông tìm vết. Cho nên có nhiều Phật tử á, trí thức riết là thành ra cái đầu chứa toàn là phân không à. Cho nên các vị nhớ rằng cái cuộc đời này, cái chuyện người ta nói là người ta nói. Thí dụ như bây giờ giàu cho tôi có nói đi chăng nữa đó, nó cũng không nhầm nhò gì. Bởi vì tôi nói đây nó có một cái ý gì, thấy không? Mình chưa có hiểu tới đó mà mình học ba mớ về đặt góp ý. Rồi nói là nghe tôi giảng vụ mà con dế mà sanh ra và hy thị. Kinh Phật đó, đâu có kinh nào mà nói là con súc sanh con trùng dế mà lên thành người lẹ vậy đâu này kia nọ. Cái chuyện anh cái hiểu của anh là cái hiểu của ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi đó. Đã nói nhất thiết chúng sanh giải hộ Phật tánh, con kiến cũng có thể thành người được, nó chứ đừng nó trùng dế nó lớn hơn con kiến, thậm chí con vi khuẩn nó cũng có thể thành người được nếu nó có cái phước của nó. Bởi vì một một chúng sanh có mặt trên cuộc đời này mà chúng sanh đó nó có khí, nó có tình, nó có sinh, nó có coi như là thức, thì bất cứ nó đủ cái phước rồi nó thành người thôi à. Đã là chúng sanh thì không có nói con gì hết á. Chừng nào mà nói hữu vô tình như là cỏ cây sắt đá đó thì nói. Còn đằng này nói là chúng sanh thì con gì nó cũng có thể thành người được, nhưng mà biết đâu bây giờ nó còn cái nghiệp gì đó nó phải làm cái con vật cái đời kiếp này, dầu là nó thành con trùng con dế nhưng mà nó hết được cái duyên cái phước nó nhảy vọt lên sao. Cho nên tôi nói có nhiều Phật tử tỏ vẻ ta đây là hiểu biết rồi, cái nói riết thì cũng tầm ruồng luôn. Nói tại sao thầy giảng hay quá mà thầy đi thầy nói con dế ở trong chùa được hòa thượng nuôi dưỡng rồi để lên thành bà hy thị. Cái đó là cái truyền thuyết nói mà nó cũng có ý hay. Ý hay ai không biết. Tôi đâu có ngu mà tôi khẳng định 100% đâu. Nhưng mà cái lý để muốn nói cái gì thì cái chuyện đó mình phải động cái não mình chứ. Cho nên có những Phật tử thì cái tôi cũng bó tay luôn. Người thì tệ lậu không chịu học đạo, người học đạo được ba mớ thì gọi là dên giáo. Thành ra viết cái mail mà viết dài thòn trời ơi, tôi đọc một con mắt tôi mà tôi ráng tôi đọc có cái gì thì ý kiến vậy đó. Nói sao mà thầy nói cái con dế mà nó cho nên tôi nói cho nó các huynh đệ biết bây giờ nó đủ loại người. Nhất là bởi vậy cho nên có một huynh đệ nói với tôi thà cái người không biết luôn còn cái thứ mà biết ba vố đó hen, trời cái thứ này là coi như khó trị lắm.
muốn nói gì nói. Cái chuyện mà con dế nó ở trong chùa đó thành bà Vi Đề, bà Hy Thị, hay là chuyện ông Lương Võ Đế là tiều phu đống củi kiếp trước kiếp này thành ông vua cũng đâu có sao. Cái chuyện đó ai kiểm chứng? Chỉ với những người đắc đạo, hiểu đạo, chứng tâm minh lục thông thôi. Còn người ta nói là nói cái triết lý gì? Thôi, muỗi quá, chiều mai mình tiếp tục học cái đoạn này, quý vị ơi, cho tôi nghỉ sớm bữa đi, quá chịu hết nổi rồi. Quá trời quá đất, thôi ngày mai là học ở trong nhà, chứ không dám ra ngoài ngoài này. Thôi cảm ơn quý vị lắng nghe. Ngày mai tiếp tục tục cái đoạn mà tổ tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi dây mặt vào vách 9 năm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quá muỗi.